hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn, đấy là món đậu nhồi thịt hấp cà chua. Để thực hiện món ăn này thì mình đã chuẩn bị thịt, mình đã băm này, đậu, cà chua, cà rốt, đây là bát trứng, để tí nữa sẽ nhúng đậu nhá. Đây là bột chiên giòn, đây là hành mình đã băm rồi nhá, hành khô. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nhá. Sẽ cắt đậu nhá, các bạn cắt đôi đậu này, các bạn cắt đậu nhá. Các bạn cắt miếng nào bạn để nguyên vào một cặp nhé, tí nó lẫn này. Mình sẽ nhổ thịt nha. Các bạn nhổ thịt vào giữa nhé. Xong là có cái đậu vào này. Đấy. Cái này rất đơn giản các bạn. Bây giờ mình đã nhồi thịt xong các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ nhúng này. Nhúng vào bột chiên giòn các bạn nhá. Các bạn phải nhúng vào bột chiên giòn nhá. Sau đó là nhúng vào bát trứng này các bạn này, cho nó dính vào nhau nhá. Mình sẽ bỏ mình chiên. Cái thứ hai cứ thế làm các bạn nhá. Nhúng vào trứng này. Bạn nhớ là nhúng đều bốn cạnh nhé bạn nhé. Lại như thế. Thế thôi. Đậu đã bỏ bếp rán các bạn nhé. Rán các bạn. Có lúc chờ đợi đậu nó chín thì tôi sẽ đi sắc cà chua nhé các bạn nhé. Cà chua và thái cà rốt. Đậu giờ rất là vàng, rất đẹp các bạn nhé. Đợi một chút thôi. Tôi sẽ đắp cái đĩa. Bây giờ tôi sẽ đi thái cà rốt. Chắc trí cái đĩa nha các bạn nhé. Mình sẽ trang trí cái đĩa các bạn nhé. Đậu giờ cũng sốt chín rồi các bạn nhé. Giờ mình sẽ cắt cái đĩa. Đấy, ngon lắm các bạn. Giờ mình sẽ mang đĩa đậu nhồi thịt đi hấp nha các bạn nha. Trong lúc hấp thì mình sẽ đi chế biến nước sốt thái hành đây các bạn nha. Thì thơm hành rồi. Xong rồi cho cà chua. Cho cái hành lá này với cà rốt vào nhé các bạn nhé. Thơm rồi cho vào chua các bạn nhé. Cho một chút nước mắm nhé. Chút nước mắm nhé. Một chút nước chấm nhé. Chút dầu hào cho nó đẹp đấy các bạn nhé. Nước sốt của mình đã sánh các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tưới nước sốt này vào đậu mình với hấp các bạn nhé. Tưới đây các bạn này.
cứ tưới đều nhé, có ngấm. Bắp cũng chắc cũng đã ngấm đây các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Ui thường lắm các bạn ạ. Giờ mình chắc thêm tí hành trên này. Rồi mình bê ra nhé các bạn nhá. Tắt bếp. Bây giờ thưởng thức nha các bạn nhá. Ui nóng lắm các bạn. Đây các bạn xem này. Đẹp chưa? Đấy. Nóng quá. Nhồi thịt hấp cà chua của mình nay đã hoàn thành nhé các bạn, trông có đẹp không ạ? Cái hay của cái việc hấp cà chua này nhé các bạn nhé, là đậu nó không bị nát các bạn, không như các bạn bỏ luôn vào bạn sốt cà chua nó đậu rất nát, bạn nhìn không? Đậu rất đẹp, rất đẹp nhé. Bây giờ thì mình thử thức cho nào, thành quả mình nay ngon không ạ? Đây các bạn nhìn này, đậu rất là ngon nhá, rất là thơm ạ, rất là ngon các bạn. Ngoài thì nó có mùi mùi của đậu ạ, trong thì rất là ngọt của thịt các bạn nhé. Nó gần gần như là nó vẫn giữ nguyên được cái nguyên chất của thịt, cái ngọt của thịt thịt các bạn ạ. Đấy. Các bạn thấy đẹp không ạ? Các bạn thấy clip của mình hay, món đậu của mình nay làm thành công thì nồi thịt của mình nay thành công thì các bạn hãy like, share, đăng ký và ủng hộ kênh Bình Bo ngày một phát triển nhá. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn clip sau.